thân mến, hôm nay thì tôi lại cùng các bạn chế biến một món liên quan đến thịt lợn, đó là món thịt thăn xào nấm hương. Để làm món thịt thăn xào nấm hương thì tôi đã chuẩn bị thịt, tôi đã đang rang trên bếp và nguyên liệu thì thịt thăn tôi đã thái và tôi đã đang rang trên bếp rồi các bạn nhé. Tôi rang đảo kỹ một chút, sau đó tôi mới cho gia vị để cho cái thịt này nó sẽ vàng. Người ta sẽ xào không đã, sau đó thì ta mới cho gia vị. Và nấm hương thì tôi cũng đã ngâm với nước nóng, và đây là nấm hương tôi đã ngâm được. Tôi có thể vớt ra cái thớt, vớt ra cái thớt này nhé các bạn nhé. Đây là nấm hương rừng luôn các bạn, nấm hương rừng. Tôi sẽ vớt ra cái thớt này, để cái này cánh nào to thì tôi sẽ thái và tôi cắt bớt cái chân nó đi để nhìn cho nó lịch sự. Tôi sẽ tiến hành cắt chân của cái cắt chân nó đi, cắt đôi những cái nào mà to to thì cắt đôi, không thì để nguyên. Cắt chân là chủ yếu các bạn, nhìn cho nó lịch sự. Thực ra cái chân của nó thì cũng chẳng có cái gì, chẳng có sạm xiết gì cả. Làm nấm này nấm gọi là nấm rừng, nấm mọc tự nhiên nên là không được sạch như là nấm nuôi, nên là mình vẫn phải ngâm rửa, thái, cắt chân nó vệ sinh. Đây là phần nấm hương nhé các bạn nhé. Nấm hương này tôi đã thái xong, đây là đã thái xong phần nấm hương. Anh cứ để đấy. Còn hành và cà chua các bạn nhé. Hành sắt khúc tôi đã rửa sạch sắt khúc. Cà chua thì tôi cũng đã rửa sạch và thái miếng như thế này, để tí nữa tôi sẽ cho vào làm món đấy. Bây giờ thì tôi lại quay ra tôi đảo một lần nữa cho nó hết cái nước này đi. Cho nó hết nước thì ta cho nước mắm vào thì nó mới vàng và dính thịt các bạn. Đó. Đã sắp cạn hết nước rồi các bạn. À, sẽ thái một ít sả. Đấy. Sẽ thái một ít sả cho các bạn. Thái sả cho vào thì ta sẽ thái thành chéo. Cái cục xả này to thế, anh lấy ở đâu? Món này món đặc biệt nhưng chả biết có ai ăn không. Phần xả thái xong cho vào nơi thịt. À, tôi sẽ tiến hành cho nước mắm. Nước mắm này để nó vàng. Thịt đã di chuyển vàng rồi các bạn nhé. Và bây giờ ta cho mì chính và các loại nấm hương, hành tây, hành ta vào và đảo cùng nhé các bạn nhé.
bát đựng nước mắm. Đổ ra cái bát này. Kia kia ở đây. Tự nhiên ngứa cổ thế. Cho hết cái phần nấm hương này, cà chua này, hành này, cho vào đảo lẫn luôn các bạn. Đảo lẫn luôn nha các bạn nhé. Mà hôm nay có khách nên là tôi xào hơi nhạt, cho mặn thì sợ bị mọi người chê, tôi sẽ xào hơi nhạt. Chai mới. Thế bằng đỏ thì nhớ. Ta sẽ chuẩn bị hai cái đĩa trước. Ở tí nữa được thì ta sẽ cho ra hai cái đĩa này. Đó, để sẵn hai cái đĩa đây. Mỗi đĩa một màu luôn. Đó, sắp được món này rồi các bạn. Tí ti nữa. Tôi sẽ cho một ít hạt tiêu vào cho nó thơm. Đậm đà. Cá được rồi. Chưa được rồi. 30 phút mà mới được hơn 20 phút. Sao cơ? Đây là món này chỉ còn thiếu mỗi ít gì nhỉ? Cái này là hạt tiêu. Cho hạt tiêu vào nữa là xong. Và ta có thể bắc ra. Đó, xong. Bây giờ ta đảo đều. Đảo đều và bắc ra nhé. Bắc ra và cho ra đĩa là xong các bạn. Tắt bếp. Vậy là đã xong và bây giờ ta bắt đầu trình bày ra đĩa. Ta sẽ lấy muôi múc nhé các bạn nhé. Muôi này. Sẽ múc ra đĩa. Sẽ được đĩa thịt xào hành tây thành phẩm rất là ngon. Xào một lúc là hai đĩa luôn đấy này. Đến hết chưa anh? Được hai đĩa thịt xào nấm hương cà chua rất là ngon mắt rồi các bạn. Đó. Hẳn hai đĩa luôn. Đó, đây là đã xong các bạn thân mến. Đây là món thịt thăn xào với hành cà chua, rất là bắt mắt, rất là ngon miệng luôn. Và rất là thơm nữa, đặc biệt là thơm thì có nấm hương. Nên là ăn rất là ngon. Xin mời các bạn cùng thưởng thức với tôi món này nhé.